Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà nhân dân và cán bộ chiến sĩ tỉnh Sơn La. Thăm hỏi động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2023. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và đạo lý uống nước nhớ nguồn, cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, quan tâm xây dựng lực lượng công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nhân dịp Tết đến xuân về, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy Sơn La đã trao hơn 400 phần quà Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ công an xã, công an viên, công nhân lao động hợp đồng thuộc trại giam Yên Hạ Bộ Công an, tặng Trung tâm Y tế huyện Phú Yên một xe cứu thương trị giá trên 1,2 tỷ đồng.